Hello anh em nha. Hôm nay tâm nói một cái lưu ý khi dùng timer hẹn giờ tháng này nè, KG5 nè. Trên màn hình em thấy ha. Đây là bộ hẹn giờ để đảo nguồn hàng nguồn điện trong tháng ngày đây là ngày 1 ha. Ngày 1 là sẽ on lên ha. On. Rồi off tức là ngày 16 là off. Như vậy thì ngày hôm nay nó là ngày khoảng ngày 10 ngày 11 ha, 11 trong tháng. Như vậy anh em mình phải để chế độ là auto on nha. Nên mình bấm phím AMD ha. Bấm quay trở về màn hình. Rồi. Anh em mình phải để auto on giống như trên màn hình nè, hoặc là bấm phím AMD rồi phím mũi tên đi lên để chuyển chế độ nè, on, auto on, off, auto off. Đấy, thì anh em phải chọn đúng là auto on mới đúng nha, auto. Tức là chạy theo chế độ tự động hẹn giờ, on tức là nó đang bật. Tại vì hôm nay là ngày 11 thì theo cái lịch chúng ta cài đặt là phải là on. Thì như vậy phải để là auto on mới đúng, còn để on cũng không đúng nha. Đấy, hoặc là off và auto off sẽ không đúng. Trong bốn trường hợp thì chúng ta sẽ có một trường hợp là đúng. Đấy, anh em mình lưu ý như vậy nha.